Chào các bạn trở lại với Khải Toàn. Người không vì mình trời tru đất diệt. Đa phần mọi người hiểu sai câu này. Các vị có đang sống cho chính bản thân mình hay không? Dịch bệnh giết một nửa tâm trạng của chúng ta. Tin tức tiêu cực hàng ngày trên mạng xã hội giết đi phần còn lại. Trong thiền có đoạn: thị phi là cỏ rác, nói lời thị phi là tạo ra rác, nghe lời thị phi là thu rác vào. Nói nhiều miệng chẳng thơm tho, người cũng trở nên hèn. Quả thật như vậy, trước đây Khải Toàn dính vào chuyện thị phi. Khi ấy quá dễ bị lôi kéo vào vở diễn của người khác, rồi hùng hồn lao vào khẩu chiến với những người không liên quan trên mạng, những người không hề quen biết. Thế là vô tình đắc tội với nhiều người mà không hay. Sau này nghĩ lại, thấy mình thật hồ đồ và hối hận. Người không vì mình trời tru đất diệt. Sai, quả là quá sai. Biết bao người hiểu nhầm ý nghĩa câu nói này, rồi tự vỗ ngực bảo rằng: tôi phải vì tôi ưu tiên cho tôi trước. Không để mình thua thiệt mới đúng, mới đúng với câu người phải vì mình. Chính vì hiểu sai, họ luôn đặt quyền lợi bản thân trên hết, kể cả làm tổn hại đến người khác, để đảm bảo rằng quyền lợi của mình là ưu tiên. Vì cho rằng điều này phù hợp với đạo lý người không vì mình, trời sẽ tru đất sẽ diệt. Cái gì gọi là nhân quả báo ứng? Cái gì gọi là người không vì mình? Một nam thanh niên làm trong ngành bảo hiểm, vì muốn nhanh chóng thăng tiến, làm đủ mọi thủ đoạn, sao chép ý tưởng của đồng nghiệp, tranh giành khách hàng của đồng nghiệp, tư vấn khách hàng thiếu trung thực để khách hàng mua dịch vụ. Sau một thời gian, anh chàng này bị đồng nghiệp xa lánh, cấp trên khiển trách, khách hàng kiện cáo. Vì sao anh ta đã vì bản thân mình lại nhận báo ứng như vậy? Người không vì mình trời tru đất diệt, đây là câu nói trong kinh Phật. Chẳng lẽ kinh Phật dạy con người sống vì bản thân mình, sống tranh giành đoạt lợi hay sao? Chẳng qua từ trước đến nay, đa phần chúng ta hiểu sai ý nghĩa, hiểu sai lời dạy của Phật. Người sống vì mình là đạo lý hiển nhiên, người không vì mình trời tru đất diệt. Ý Phật dạy rằng con người hiểu đạo nên giữ mình, giữ giới. Sống vì mình nên giữ mình, không sát sanh, không tà dâm, không nói dối, không nói lời đâm thọc hai chiều gây hiểu nhầm, không trộm cắp, không giành giật tư lợi của người khác, không tà kiến, không thù hằn. Sống được như vậy là giữ được giới. Giới là đạo đức. Giới là đạo đức, người có đạo sẽ có đức. Cũng chính vì câu chuyện thị phi bên trên, bị lôi kéo vào thị phi, những câu chuyện thị phi của người khác mà trước đây Khải Toàn đã khẩu chiến với những người nghịch quan điểm, nhằm bảo vệ lý lẽ của mình, bên vực những người theo quan điểm của mình, dẫn đến lời nói khó nghe, vô tình đắc tội với nhiều người, đã phạm giới nói dối, nói lời hai chiều và tà kiến. Phật dạy không sai, chỉ có người chưa hiểu đạo tự hiểu sai. Người không vì mình trời tru đất diệt, không vì mình theo lời của Phật sẽ không tạo nghiệp xấu, không sát sanh sẽ không gây oán hận với những sinh linh. Kiếp trước không sát sanh, kiếp này được tuổi thọ. Không nói dối, không nói lời gây hiểu lầm, thay vào đó là lời nói chân thật. Kiếp trước nói lời hay ý đẹp, kiếp này có dung mạo ưa nhìn. Không trộm cắp sẽ tổn giảm phước, thay vào đó là bố thí tích phước. Kiếp trước bố thí, kiếp này có được tiền bạc của cải. Không tà dâm, không tham dục với những người không phải là vợ chồng,
thay vào đó là sự thủy chung. Không tà kiến, thay vào đó là chánh kiến. Tà kiến là những suy nghĩ lệch lạc. Nói tóm lại, vì mình là không tà dâm, không nói dối, không trộm cắp, không tư lợi của người khác, không tà kiến, không thù hằn. Bạn không cần nhất định theo tôn giáo nào, nếu làm được như vậy, chính là vì mình. Bạn đã tuân theo phép tắc đạo đức, là người giữ giới, trời sẽ không tru, đất sẽ không diệt. Bậc làm cha mẹ vì mình là bậc cha mẹ âm thầm hy sinh vì con cái, nhưng không can thiệp quá sâu vào sự riêng tư lẫn tình cảm của con cái. Con cái vì mình là người hiếu thảo, khi trưởng thành biết dành chút thời gian quan tâm đến cha mẹ. Người chủ vì mình là người chủ không để nhân viên thiệt thòi. Nhân viên vì mình là nhân viên trung thực, cống hiến hết mình cho người chủ của họ. Tà kiến và chánh kiến có khoảng cách khá mong manh. Tà kiến là những suy nghĩ lệch lạc. Có một bà mẹ tín ngưỡng đi coi bói, thầy phán rằng con trai của bà không hợp với con dâu sắp cưới. Thế là bà ra sức can ngăn, không cho họ đến với nhau. Đó chính là tà kiến. Tín ngưỡng tôn giáo là điều tốt, là sức mạnh của tâm linh. Thờ thần Phật, mong mình có tấm lòng như Phật, đó chính là chánh kiến. Thờ thần Phật mà cầu được tài lộc, cầu được tình duyên, đó là tà kiến. Không nên thù hằn, vì khi oán giận ai đó, máu sẽ sản sinh ra độc tố, làm giảm tuổi thọ của bạn. Dung lượng bộ nhớ trong tâm trí có giới hạn. Khi ai đó thù hằn, thị phi, ganh ghét quá nhiều, làm gì mà còn khoảng trống cho sự an lạc trong tâm trí nữa. Ai đó nói lời bất thiện, chính họ là Bồ Tát thị hiện, giúp bạn tu tập pháp nhẫn nhịn. Ai đó làm điều bất thiện, chính là do nghiệp lực ở kiếp trước bạn đã vay của họ. Khi hiểu đạo, nhìn ai cũng là Bồ Tát, tức là trong tâm của bạn luôn có Phật. Cuộc sống hiện tại của chúng ta là tốt hay xấu? Những điều tốt đẹp chúng ta muốn nhận nhiều hơn, những điều tồi tệ chúng ta chẳng muốn dính dáng đến. Có suy nghĩ chấp trước về tốt xấu này, không thể nào có sự an lạc. Muốn an lạc phải siêu vượt tốt xấu. Thực hiện được vì mình nghĩa là siêu thoát khỏi cám dỗ. Vì mình là không xem nặng lợi ích vật chất. Trời sẽ thương, đất sẽ mến. Người giữ được mình là giữ được đạo đức. Có đạo sẽ có đức. Giữ được giới sẽ có định. Người bình thường hành thiền đơn giản, mỗi ngày tầm 10 phút dễ có được sự định tĩnh này. Có định rồi sẽ phát sinh ra tuệ. Trí tuệ này là trí tuệ của sự buông bỏ chấp trước. Bất kỳ ai có được giới định tuệ là người có được phước đức. Thời nay muốn an lạc, không nên lướt nhiều Facebook, không nên lướt nhiều TikTok. Bỏ qua các tin thị phi. Thị phi là cỏ rác. Người nghe thị phi là thu rác vào. Ít xem tivi, ít xem báo mạng. Thay vào đó là tìm sách đọc, ngồi hành thiền hoặc là nghe pháp thoại, sẽ có được sự an lạc. Đó chính là sống vì mình. Ứng với câu người không vì mình trời tru đất diệt. Khải Toàn hy vọng các bạn hiểu được câu này để tự giữ giới cho mình. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc.